Xin chào mọi người, hôm nay mình lấy một ít dao. Tất cả các dao của mình là đã được vệ sinh và mài bén. Giá dao là chưa bao gồm phí ship. Giá dao là sẽ được cộng với phí ship. Mọi người đặt dao thì gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại mình để trên tiêu đề. Hôm nay mình lên là mã C, bắt đầu từ C60. Và sau đây mình xin giới thiệu chi tiết từng cây. C60, một cây dao của hãng Takayuki. Cây này thép một lớp, thép không rỉ. Cán gỗ, khâu đúc, ba chốt inox. Cây này có độ dài lưỡi là 17,5. Khoảng rộng là 4,3. Bờ đầu dài là 2 ly. Cái này là C60 480K. C61. Đây là một cây dao của hãng Tosu. Cây này 3 lớp thép. Ốp không rỉ, lõi cũng không rỉ nhưng mà không biết lõi lõi gì nhưng mà lõi cũng không rỉ. Cán gỗ, khâu đúc. Khâu đúc liền với lưỡi. Ba chốt inox. Cái này còn khá là mới. Cái này độ mới là cũng khoảng 90%. Cái này có độ dài lưỡi là 16. Bán rộng là 4,6. Độ dài là 2 ly. C61 580K. C62 là một cây dao của Đức. Cái này là dao Đức hai hình người.
Cái này cũng bị mờ logo nhưng mà nhìn ở người là vẫn thấy logo mờ mờ, là có logo hai hình người và chữ. Cái này một lớp thép. Cái này thép không rỉ nhưng mà nó để lâu trong môi trường không thuận lợi nên nó cũng có vài cái vết rỉ rỉ. Vài cái vết rỉ rỉ rồi. Rỉ rỉ đen đen. Cái này cắn nhựa. Khâu đúc liền. Khâu đúc liền. Cái này có độ dày lưỡi là 17,5. Bản rộng là 4,2. Độ dài là 2,5 ly. Độ dài của nó 2,5 ly. Cái này tương đối dài. Xe 62 450k. Xe 63 280k. Cái này là một cái Nakiri. Cái này không có logo. Cái này là một lớp thép. Thép không rỉ. Khâu đúc liền. Cán gỗ. Ba chốc inox. Cái này là lưỡi dài 16 cm. Bản rộng là 4,7 cm. Và độ dài là 1,5 ly. Cái này là nó bị nứt chỗ này nha mọi người. Cái chỗ lưỡi này nó có vết nứt chỗ đây. Đây nó có một vết nứt này. Có hai vết nứt như này là cái này bán giá là 280k. Hai vết nứt này nhưng mà xài thì vẫn bình thường mọi người. Tuy nó nứt nhưng mà sử dụng thì dùng vẫn bình thường không sao cả. Xe 64. Xe 64 là một cây ghi ô tô. Cây này thép không rỉ, khâu đúc, cán nhựa, hai chốt inox.
Cái này có độ dài lưỡi là 21, bản rộng là 4,6 và độ dài là 1,8 ly. Xe sáu bóng 370k. Xe 65, cái này là cái dao của hãng Sabun, cái này còn logo, còn chữ Sabun. Cái này nó hay bị rỉ chỗ này chút xíu, rỗ. Cái này là thép không rỉ nhưng mà nó để lao, có chỗ này nó bị rỗ. Bên này nó cũng bị rỗ chỗ này chút xíu thôi, còn mấy chỗ khác nó không rỗ. Cái này khâu đúc cán gỗ, có ba cho quy nóc. Xe 65 380k. Cái này có độ dài lưỡi là 17,5, bản rộng là 4,4. Và độ dài là 2 ly. Cái này là xe 66, cái này là một cái dao thép không rỉ, cán gỗ, khâu bằng đồng, có ba cái chốt bằng đồng, ba chốt cái này là ba chốt bằng đồng. Cái này có độ dày lưỡi là 16,6, bản rộng là 4,5 và độ dài là 2,2 ly. Cái này rất là cứng nha mọi người, 2,2 ly nên nó rất là cứng. Cái này logo nó còn mờ mờ, có chữ nhưng mà nhìn nó rất là mờ mờ. Xe 66 280k.
Xe 67 250k. Một cái dao là có con đúc liền, con inox đúc liền với lưỡi. Cái này nó có chữ là Kukina. Cái này là thép không rỉ, thép molybdenum và vanadium. Cái này thì dùng sạch sẽ, không rỉ. Cái này có độ dày lưỡi là 16,3, bản rộng là 4,6. Độ dài là 1,8 ly. Xe 67 250k. Xe 68 380k. Đây là một cái dao của hãng Kai, Kai XVK 5000. Thép là cái này thép gì không rõ, nhưng mà cái này thép không rỉ mọi người. Cái này thép không rỉ, cán gỗ, khâu inox. Cán gỗ có 3 chốt inox. Cây này có độ dài lưỡi là 16,5 cm, bản rộng là 4,6 cm và độ dài là 2 mm, 2 ly, xin lỗi mọi người, độ dài là 2 ly. Xe 68 380k. Xe 69. Xe 69 là một con Betty. Betty là một con dao gọt trái cây. Cái này của hãng Toyiro. Cái này nó còn chữ, nó có chữ mờ mờ mọi người, để kể lên mọi người sẽ thấy. Cái này thép không rỉ, cán gỗ có 3 chốt inox, khâu đúc liền với lưỡi. Chữ của nó còn mờ mờ vẫn nhìn thấy nè mọi người. Cái này có độ dài lưỡi là 11 cm, bản rộng là
2,3 cm. Và độ dài là 1,5 mm. Cái này nó bị rỗ chỗ này. Chỗ này nó bị rỗ một chút, đây nó cũng bị rỗ một chút. Bên này nó cũng có vết rỗ chút xíu. C69 180k. C70 180k. Đây là một con dao 3 lớp. Cây này dao 3 lớp, ốp không rỉ, lõi của nó là lõi rỉ, cán gỗ hai chốc bằng đồng, cán gỗ có hai chốc bằng đồng. Cây này nó còn logo. C70 180k. Cái này à, mình chưa đo chiều dài lưỡi mọi người. Cái này có chiều dài lưỡi là 16,3. Bản rộng là 4,1. Và độ dài là 1,5 ly. C71 180k. Đây cũng là một con dao 3 lớp, ốp không rỉ, lõi của nó là lõi rỉ. Cái này cũng cái này chữ khác, khắc chìm. Chữ của nó đây mọi người. Cái này cán gỗ hai chốc inox. Cái này có độ dài lưỡi là 17,5 cm. Bản rộng là 3,7 cm. Và độ dài là 1,5 ly. C71 180k. C72 350k. Cái này là cái dao của hãng Mizuno. Bên này nó có chữ Mizuno. Bên này có chữ Mizuno.
Nhưng mà bên này nó cũng có chữ này, hình như là bên này là có chữ Kia mọi người. Không biết sao cây này bên này nó có chữ Kia mà bên này nó có chữ Mizuno. Cây này là thép một lớp, thép này là bị rỉ nha mọi người, thép này là sẽ có rỉ. Cây này cán gỗ hai chốt bằng đồng, hai cái chốt bên này nó bị sức ở giữa nhưng mà nó còn chát chén lắm mọi người, cán nó vẫn còn chát, sử dụng bình thường. Cái này có độ dày lưỡi là 20, bản rộng là 3,2 và độ dài là 2 ly. C72 350k. C73 là một cây dao đề ba. Cây này nó có chữ nhỏ nhỏ ở gần chỗ con cái chữ đó đây mọi người. Chữ nó còn nhỏ nhỏ chỗ này mọi người. Cái này là thép hai lớp, thép có rỉ nha mọi người, thép này có rỉ. Này là cán gỗ khâu nhựa, cán này là cán mới, cán gỗ nhưng mà cán mới. Cây này có độ dài lưỡi là 14,5, bản rộng là 4,6 và độ dài là 7 ly. C73 290k. C74 180k. Đây là một cây dao Betty, dao gọt trái cây của hãng Kai.
Cây này vẫn cây nội địa nha mọi người. Chữ nó in chìm. Cây này thép nó có rẫy, khâu đúc, cán gỗ, có hai chốt inox. Cây này có độ dày lưỡi là 14,9. Bản rộng là 2,9 2,9. Độ dài là 1,5 ly. C74 180k. C75 là một cái dao gọt trái cây. Cây này nó còn chữ in chìm nha mọi người. Có chữ in chìm. Cây này là thép có rẫy nha mọi người. Khâu đúc, cán gỗ, hai chốt đồng. Cây này có độ dày lưỡi là 11,8 cm. Bản rộng là 2,3 cm. Độ dài là 1,5 ly. C75 180k. C76 240k. Cái này là thép có rẫy, cán gỗ, khâu bằng đồng. Cán của nó là chỗ này nó bị cán nó bị lõm một miếng nha mọi người. Cán chỗ này nó bị lõm một miếng. Cán trên này nó còn có khắc chữ, còn lật lật khắc chữ.
Cây này có độ dày lưỡi là 14,8. Bản rộng là 3,9. Độ dài của nó là 4,5 ly. Trang này 4,5 ly, mãn dần ra ngoài này là còn khoảng là 2,5 ly. Trong này là 4,5. Trong này là gần 5 ly. Trong này gần 5 ly và mãn ra ngoài này là còn 2,5 ly. C76 240k. C77 là một cây nakiri. Cây này thép có rẫy, cán gỗ, khâu nhựa. Cây này chữ in chìm, còn chữ như chữ của nó in chìm. Cây này có độ dài lưỡi là 16 cm, bản rộng là 5,2 cm và độ dài của nó là 1,5 ly. C77 180k. C78 là một cây Gyuto của hãng Masahiro. Cây này chữ in chìm. Chữ in chìm còn rất là rõ nha mọi người. Cây này thì thép có rỉ. Cán gỗ. Cán gỗ 3 chốc. C78 290k. Cây này có độ dài lưỡi là 24. Bản rộng là 3,5. Độ dài là 2 ly. Cái này là một cây Yolop của hãng Masamoto.
Cái này dùng để lắp hay gì đó. Cái này thì thép của nó thì cũng có rỉ, khâu đúc, cán gỗ, hai chốt bằng đồng. Cán gỗ của nó mình làm lại một bên này cán gỗ cũ nguyên của nó và một bên này làm mới lại một bên. Cái này có độ dày lưỡi là 20,5. Bản rộng là 3,2. Và độ dài của nó là 2 ly. C79 490k. C80 120k. Đây là một con dao lắp. Cái này thì nó rỉ rổ, nó còn chấm rỉ rổ rất là nhiều. Cái này nó rỉ sao cho nên nó có những cái vết đen, vết rỉ đen rổ. Cái này nó của hãng Kanemoto, nó còn chữ Kanemoto mà bên này nó cũng có chữ, bên này nó cũng còn chữ mà cái này thì thép rỉ, thép của nó cũng bị rỉ, khâu đúc, cán gỗ, hai chốt inox. Cái này có độ dày lưỡi là 15,6. Bản rộng là 3,3. Độ dài là 1,5 ly. C80 120k. C81 350k. Đây là một cây Gyuto của hãng Toji. Chữ nó in chìm. Cái thép này là dòng thép cũng có rỉ nha mọi người. Khâu đúc, cán gỗ, hai chốt. Bên này nó cũng có chữ. Mà bên này nó có còn chữ. Bên này nó cũng còn chữ. Chữ của nó là chữ in chìm. Cái này có độ dày lưỡi là 20,2 cm. Bán rộng là 4,1 cm. Và độ dài của nó là 1,5 ly. 1,6.
Một cái sáu ly. Mình xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Mọi người đặt giao thì gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người đặt giao thì đặt theo cái mã của nó. Hôm nay là mã C. Mã C bắt đầu từ C60. Xin chào tất cả. Xin chào mọi người.